Bây giờ là 23 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2017. Chúng tôi có mặt tại Nghĩa Trang Hằng Dương. Có lẽ không nơi nào trên giải đất hình chữ S này và hiếm nơi nào trên hành tinh này có những hoạt động như chúng tôi đang chứng kiến ở nơi đây. Vâng, từ khoảng 22 giờ, Nghĩa Trang Hằng Dương bắt đầu nhộn nhịp. Du khách từ ba miền đất nước đến với côn đảo xinh đẹp, nơi non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình. Có lẽ không ai không thu xếp cho mình một lần đến Nghĩa Trang Hằng Dương vào quãng nửa đêm này. Chúng tôi bắt gặp ở đây các độ tuổi, các thành phần xã hội. Họ đến với những hương và hoa, những bó hoa trắng tinh khiết. Tôi biết đó là tình cảm chân quý mà nhân dân dành tặng cho nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, và được gọi với một danh xưng thân mật, cô Sáu. Cha tôi năm nay 89 tuổi, một lão thành cách mạng. Ông nói muốn được đến côn đảo, nơi những người đồng chí của ông tranh đấu, hy sinh, nơi được biết đến không chỉ là nơi giam cầm, tù đầy những nhà hoạt động cách mạng, mà còn được biết đến như một trường đào tạo những người cộng sản. 22 giờ 30 phút, ông lặng lẽ theo chúng tôi ra Hằng Dương. Chị Sáu đã hy sinh rồi, giọng hát vẫn như còn vang dội vào trái tim những người đang sống, dục đi lên không bao giờ lùi. Ở đây, nơi Nghĩa Trang Hằng Dương này, đêm đêm hàng trăm người, già trẻ, trai gái đã đến với cả tấm lòng thành kính. Đó là một hiện thực. Hiện thực này chứng minh rằng tình cảm của nhân dân đối với cô Sáu là có thật, bất chấp mọi thủ đoạn, dù tuyên truyền hay xuyên tạc, dù tôn vinh hay hạ thấp của bất cứ ai, kẻ nào, vì mục đích gì. Hạ thấp, tôn vinh chỉ nhất thời, mang tính chính trị, phục vụ những mục đích của cá nhân, của tổ chức. Chỉ có niềm tin của nhân dân là xác tín vĩnh viễn, là giá trị cốt lõi được khẳng định. Cô Sáu là niềm tin của nhân dân. Chúng tôi đang có mặt tại Nghĩa Trang Hằng Dương. Nặng quá hả? Đi nhanh. Theo ông thì ông đi nhanh thế rồi mà. Ngày xưa bọn con vào đây là tất cả điện ở đây toàn là dùng điện năng lượng mặt trời hết đấy. Không biết bây giờ là như thế nào. Kìa, bên kia đang cháy đùng đùng như thế kia mà, đông đấy. Cùng là những người tù đã hy sinh vì nước, không thể đề cao một cá nhân mà phải ghi đời tổ thành chính trị của nhà ta. Thank you.
chính trên cái án đọc ở đây khi mà án thì nó không hay thì nó không Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Tiếng hét của chị là bọc đau khổ của chùm hai súng, bảy tiếng súng hô khóc nổ trật trọc. Có tỉnh cháu vẫn hiên ngang đứng đó, cặp mắt trừng trừng nhìn chúng một cách ngạo nghễ. Tên đội Lê Dương không tổ chức bắn bạc với ta. Cùng ngày 23 tháng 1 năm 1952 hôm đó, gặp bác và chủ quán đồng chí Hồ Văn Năng, quê ở Vĩnh Long. Đây là đợt nghị quyết 3 trong năm 1952 của Tịch Thành Cao. Hình bài vì có nhà lắm người tái chùa với ánh mắt như ngọt lửa của chị. Đó là cầu tính của bác nghịch là nhất trong số tính. Học đạo, bỏ ăn, và không ngờ cho thiên. Ai đang ta, không tan đọc tự chủ. Rồi sẽ tỉnh tập chính làm đồ hạ chung mừng. Từ bán con trời, anh em ta, anh em ta, anh em ta, đã chết cho mùa hoa lê khi mà nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở cho mùi đất nước hơn ngày. Đã chết cho ăn mà cái đồ chết nó tự trong đứa trẻ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vẫn còn đứng ngỡ khi đất nước vẫn chia làm hai. Bao giờ sáng trong bóng đêm đúng cô đấy nên lại bật vào cái quay video ra đây mẹ ấn lên trên mẹ ấn lên trên video tay này khỏi lên trên lời chị ấy linh chi đúng được những cả những tin chí đạo năm 1910 tăng tu có thực hiện nội an có mặt ở quân đảng nghe nhiều thông báo 6 rằng một đảng